Xin mến chào tất cả chú các bác và các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Và hôm nay em xin được giới thiệu cho mọi người một bộ dàn nghe nhạc từ thương hiệu của Aiwa, hàng nội địa Nhật mọi người nhé. Đây phải em xin cam kết là hàng bán ra nguyên zin nguyên bản, chỉ có sửa chữa hay thay thế gì cả. Vâng, về thiết kế thì bộ dàn được thiết kế với hai loa, mỗi loa gồm 3 đường tiếng, bao gồm một loa bát, một loa trung và một loa tép, đây là lỗ thông hơi. Đây tổng thể thì bộ dàn có màu xám mọi người nhé, màu xám và đôi mới thì tầm khoảng trên 80%, còn rất là đẹp. Để mọi người nhìn hình thức qua video này, em quay trực tiếp lên. Để em ngồi khoảng cách tầm khoảng 1 mét, nhưng mà nhìn là cực kỳ đẹp mọi người nhá, nhìn là gần như không có thấy vết xước nào cả, rất là mới. Đặc biệt cái loa của nó rất là đẹp nhá, loa rất là đẹp. Đấy, gồm hai loa này rời nhau nhá, rồi chúng ta có thể để xa tùy ý, để nó rời nhau chứ không phải nó dính liền đâu. Ở giữa đây là âm ly thì chúng ta chức năng là chúng ta cắm điện thoại TV máy tính mọi người nhá, cắm điện thoại TV máy tính nghe đài radio. Dưới đây có phần bằng cassette nữa, cassette nhưng mà lâu ngày nó mục dây cu loa rồi, cái này IC cassette là phải làm lại dây. Đấy, ai thực sự có cassette và chơi thì em làm lại dây cho nhá. Đây còn anh em nào để trưng bày không chơi thì để vậy cho, phải tháo ra làm nó hơi mất thời gian và nó hơi cồng kềnh một chút. Anh chị em nào thực sự mà yêu thích bộ dàn này và thích chơi cassette thì em sẽ mua dây cassette và em thay cho nhá. Tính năng AUX thì mọi người bấm xem nút AUX này, chỗ đầu ngón tay em chỉ đây có nút AUX nhá. Khi chúng ta bấm thì màn hình hiện AUX, đồng thời nó sáng màu đỏ để báo hiệu là nó đang chế độ này nhá, AUX. Đó. Chúng ta cảm giác chúng ta nghe. Đây lát em quay về sau nhá, quay về sau hướng dẫn mọi người cắm, nó rất là dễ thôi. Đó, tính năng đầu tiên. Tính năng đài này, đài mọi người bấm xem cho em nút tuner. Đây em mà để sẵn kênh rồi, 13.5 là kênh của đài VOV2, đài tiếng nói Việt Nam. Đây mời mọi người cùng nghe một đoạn của đài nhá, bắt rất là nét. 1705. Xin mời bác đặt câu hỏi cho bác sĩ Hoàng Khánh Toàn ạ. Tôi là Đặng Thị Hòa. Dạ. Hiện nay tôi đang ở Hải Dương đây, 65 tuổi. Dạ. Tôi bị cái bệnh tiền đình từ lâu lắm rồi, bác sĩ, mà tôi cũng không điều trị cái gì cả. Hôm vừa rồi tôi quay chóng mặt mà cứ buồn luôn. Dạ, vâng. Thế bác đã bị chóng mặt này trong bao nhiêu lâu rồi ạ? Mấy tháng, mấy năm rồi ạ? Chóng mặt ủ tai thì cũng luôn ý, nhưng mà kiểu tôi cứ bỏ qua đi. Đó là phần đài mình nhá, đài chất âm nó mộc mạc, nó không nhớ cắm điện thoại. Đây có phần đĩa CD nữa, nhưng mà CD em tạm thời hết đĩa đây rồi, nên là test ngoài cho mọi người nhá. Đĩa em có vài cái em tặng các bác rồi, nên là chưa kịp mua. Vậy nên là em mà quay thì em anh xem nào mà chơi đĩa thì em sẽ mua và em test riêng nhá, em báo riêng tình trạng. Còn hiện tại bọn này xem hiện tại đây thì cắm điện thoại thì máy tính, đài radio và có thể chơi cassette nữa. Cassette thì phải thay dây nhá. Đấy nó hơi phức tạp nên là xem nào thực sự chơi thì em sẽ thay. Còn ai mà chỉ để trưng bày không thì nên thôi nhá, để thôi vậy. Và em là kích thước bộ dàn này này. Kích thước thì bộ này có chiều rộng mặt trước là 64, cao là 31, rộng 64, cao 31. Và sâu nó em tính hết âm ly là cũng tầm khoảng 30, tính đến mặt âm ly nhá. Âm ly cái ở giữa đây này, còn hai bên này là hai loa. Để chuyển qua AUX chúng ta lại bấm nút AUX thôi. Chuyển qua điện thoại thì về máy tính rất là dễ dùng nhá. Đấy, bát đánh rất là khỏe mọi người ạ. Chúng ta có thể căn chỉnh bát ở đây, nút tê bát nhá. Chúng ta mọi người nhìn này, em bấm này. Đó, chúng ta căn chỉnh nhanh nhá. Ai thích căn chỉnh bát mạnh thì tùy ý nhá. Bấm nút này cho em. Và chúng ta có các nút rock, pop, jack, classic đây nữa. Các nút equalizer mặc định sẵn đây, graphic equalizer. Nhà sản xuất đã mặc định cho chúng ta rồi. Chúng ta nghe nhạc nhẹ, nhạc vàng thì chúng ta chọn classic. Chúng ta nhạc remix, nhạc no trop thì chúng ta bấm cho em nút nhạc rock. Đấy, rất là dễ nhá. Nhà sản xuất mặc định sẵn rồi, chúng ta chỉ cần bấm rồi và dùng thôi. Đây có cổng tai phone, đây là nút nguồn, đây là nút volume. Đó, đây là toàn thể mặt trước. Con này bát đánh rất là khỏe mọi người nhá. Em phải giảm bát đi vì đánh rất là khỏe. Đem quay mặt sau nhá. Đây, thùng vách loa mọi người nhìn này, như mới luôn mọi người nhá. Tuyệt vời đẹp. Đây mới là mặt sau. Cái dây này là dây 3.5, dây này là dây em cắm vào anten để bắt sóng thêm cho nó nét nhá. Nó có 4 cái này thì chúng ta cắm hai cái dưới. Cắm hai cái dưới, nó nét căng luôn, nó không còn sôi gì cả. Đây là dây 3.5, mọi người cắm đây cho em để chúng ta nghe điện thoại TV máy tính. Đầu còn lại cắm điện thoại TV máy tính tùy anh chị em nhá. Đây, cắm hai cái này. Hai cái dưới là âm thanh ra. Đấy. Đây, dây loa mọi người để ý cho em này. Tức là loa sẽ có một cái dây màu trắng và một dây màu đen. Thì dây màu trắng thì mọi người cắm cho em màu đỏ nhá. Đây gạt ra, đóng lại. Dây màu đen. Đen không thì cho vào màu đen nhá. Trắng thì cho vào đỏ. Đấy. Hãy made in Japan này mọi người nhé, made in Japan. Rồi, loa máy thì còn tuyệt vời đẹp. Tuyệt đẹp nhá. Công suất mỗi bên 40, tổng 80. Chúng ta dưới vòng 450m2 rất là thoải mái. Đó, đã về tổng thể mặt sau, mặt trước, chức năng
Đấy, em giới thiệu rất là chi tiết nhá, tổng thể rất là chi tiết rồi. Đấy, và giá cả thì em để công khai ở phần bình luận và phần tiêu đề, mọi người để giá của em nhá. Ai có nhu cầu một sản phẩm thì cứ liên hệ với em qua Zalo hoặc Facebook. Zalo của em là 0976592986, em doanh nhau đi ô. Đấy. Vâng, và em cũng xin được kết thúc về tới đây. Vâng, xin chào và hẹn gặp mọi người. Mong mọi người cho một lượt đăng ký kênh nhá, bằng bấm nút màu đỏ bên dưới chỗ đăng ký nhá. Xin cảm ơn. Xin chào.